em làm nhân viên chăm sóc da và tư vấn cho khách hàng ở thẩm mỹ viện. Như mọi người đã biết thì làm thẩm mỹ viện ai cũng có một làn da đẹp. Em khá là tự tin về làn da của mình nhưng mà bị mắc chứng hôi miệng nên là ảnh hưởng rất nhiều đến công việc của em. Khách hàng thì cũng có phản ánh nhẹ nhàng với chị chủ spa, xong rồi khách quen với em cũng dần dần chuyển sang các nhân viên khác. Thu nhập của em cũng bị ảnh hưởng vì điều này. Thật sự là hôi miệng ảnh hưởng rất lớn đến công việc của em. Ngay từ đầu lúc nhận ra vấn đề thì em cũng đã loay hoay tìm rất là nhiều giải pháp để khắc phục nhưng mà chưa được thành công cho lắm. Thì công việc của em phải giao tiếp rất là nhiều cho nên vấn đề hôi miệng nó khá là nhạy cảm và ảnh hưởng trực tiếp đến công việc. Một hôm một chị khách quen sang tặng cho em một món quà. Lúc đầu nhìn cái hộp rất là sang trọng, ban đầu em không dám nhận và chị đã nói là người nhà chị dùng và đã chị chứng hôi miệng. Lúc đấy nhận nhưng mà rất là ngại, cảm giác xấu hổ kinh khủng luôn đấy. Chị ấy thì vốn là khách quen làm với em, gián tiếp cho em biết là cần phải cải thiện vấn đề này ngay. Thì lúc đấy em cũng rất là ngại, nhưng mà cũng cảm ơn chị đấy vì không nhờ có chị thì em cứ mãi phải loay hoay để tìm cách mất. Từ khi sử dụng DeetoxNano thì em rất là ngạc nhiên về hiệu quả của nó. Chị ấy có dặn em là dùng đủ cả 4 sản phẩm là uống, ngậm, xịt và xúc miệng thì mới đạt được hiệu quả cao nhất. Em cũng nghe theo và ngày nào thì cũng làm đủ cả 4 bước. Đến giờ thì vấn đề hôi miệng của em đã được giải quyết triệt để rồi. Hơi thở của em trở nên thơm mát và nói chuyện cũng tự tin hơn. Từ đấy thì em cũng trò chuyện nhiều hơn để khách hàng cảm thấy thoải mái. Cảm ơn DeetoxNano rất là nhiều.